Nhà người trẻ mà nuôi khỉ có em với Út rồi ngon gì ngon xè 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 với lại nhiều đứa vô lúc trong nhát cơ nó làm phạt chị đi em nó bắt đầu đi cắm sừng. Té kiếm chỗ gần hơn. Xích lại tí nữa nó sao nó không vậy. Cái nữa tí. Bánh này nhẹ nhẹ thôi. Đào tẩu. Bye bye mọi người đi.